Nhật Lệ, dòng sông Huyền Sử, in dấu chân của cha ông một thời đi mở cõi. Nhật Lệ, chứng nhân của những năm tháng đau thương, đất nước bị chia cắt bởi cuộc nội chiến Trịnh Nguyễn. Dọc sông cũng là nơi sinh ra những con người bình dị, nghĩa tình mà vô cùng anh dũng. Trải qua những biến cố thăng trầm của lịch sử, Nhật Lệ trở thành dòng sông văn hóa, dòng sông thơ ca, dòng sông âm nhạc, dòng sông mưu sinh và dòng sông của sự phát triển. Tất cả hòa quyện trong bóng nước Nhật Lệ lung linh, tạo nên những hình ảnh đẹp, neo lại trong lòng cư dân đôi bờ những tình cảm thân thương trìu mến. Nhật Lệ, dòng sông đã trải qua ký ức của bao thế hệ người dân Quảng Bình, cũng là dòng sông chảy suốt chiều dài lịch sử của quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Trong thẳm sâu của dòng nước trong xanh này, không chỉ ẩn chứa nhiều câu chuyện văn hóa, mà còn lưu giữ nhiều sự kiện lịch sử, phản ánh cả một quá trình mở mang bờ cõi và giữ vững lãnh thổ của người Việt. Là một người sinh ra, lớn lên ở vùng quê phía thượng nguồn của dòng sông Nhật Lệ, tiến sĩ sử học Nguyễn Khắc Thái là người am hiểu nhiều câu chuyện lịch sử, những sự kiện, biến cố đã từng diễn ra trên dòng sông quê hương. Những ngày rong ruổi để thực hiện bộ kỳ sử này, chúng tôi đã có dịp cùng ông trò chuyện, cùng tìm về những dấu ấn lịch sử trên dòng Nhật Lệ. Hầu hết con sông của nước Việt Nam đều chạy theo hướng từ Tây Bắc đổ xuống Đông Nam, nhưng mà sông Nhật Lệ thì chạy ngược lại, là từ Tây Nam ra Đông Bắc. Và cái con sông Nhật Lệ này do cái chiều chảy như vậy cho nên nó chạy qua cả một cái vùng sinh thái dân cư hết sức đông đúc tấp nập. Con sông Nhật Lệ là nơi xuất phát của cái quá trình mở nước để cho đất nước Việt Nam có cái hình thái hình chữ S rộng và dài hôm nay. Giáo sư Đào Duyên có nói một câu khá là ấn tượng, đó là cái văn hóa Việt ở phương Nam nó được hình thành trên đôi bờ sông Nhật Lệ. Nhật Lệ quả là một dòng sông ẩn chứa nhiều huyền thoại. Suốt hàng trăm năm qua, dân gian và các nhà Việt sử đã dành nhiều thời gian bụt mực để giải nghĩa hai từ Nhật Lệ. Theo những truyền thuyết mà nhân gian đã thêu dệt nên, thì Nhật Lệ nghĩa là nước mắt của những cuộc chia tay. Đó là nước mắt của Huyền Trân công chúa khóc thương cố quốc Đại Việt. Năm 1306, công chúa Huyền Trân được vua cha Trần Nhân Tông gả cho Chiêm Vương Chế Mân trong cuộc hôn nhân chính trị để đổi lấy hai châu Ô Lý, giúp hai nước Đại Việt và Chiêm Thành hòa hiếu tránh nạn binh đao. Trên hành trình đường biển vào quê chồng, đến cửa Nhật Lệ, nàng đã xin lên bộ để tận mắt thấy giải đất hai châu Ô Lý mà cuộc nước non ngàn dặm ra đi của mình mang về cho Tổ quốc. Hai châu Ô Lý vuông ngàn dặm, một gái Huyền Trân của mấy mươi. Tại đây, nàng đã khóc cho cảnh biệt ly, nước mắt hòa nước sông mà tạo thành tên Nhật Lệ. Còn theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, nhà Việt sử Lê Văn Hưu giải thích, tên gọi Nhật Lệ xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 11. Lệ được hiểu là đẹp, Nhật Lệ là sự rực rỡ của ánh sáng mặt trời. Tôi cho rằng bất cứ cái sự nhận thức nào về cái tên sông Nhật Lệ mà nó mang lại cho con người một cái cảm thù về mặt thẩm mỹ, một cái niềm tự hào thì ít nhiều nó cũng có cái lý của nó. Nhưng tôi nghiêng về cái lý thuyết này. Tôi cho rằng là theo cái từ Hán Việt Lệ là đẹp và con sông Nhật Lệ là cái con sông rất là đẹp. Mà đặc biệt là con sông Nhật Lệ khi bình minh lên và trước khi hoàng hôn xuống đã cho chúng ta thấy rằng đó là một cái con sông đẹp. Mặc cho có nhiều hàm ẩn về tên gọi, nhưng dòng sông Nhật Lệ thì vẫn luôn là chứng nhân đi cùng những thăng trầm của lịch sử phát triển dân tộc Việt. Những cuộc xuất chinh mở cõi tiến về phương Nam của các vương triều Đại Việt đều in dấu nơi cửa sông Nhật Lệ huyền thoại này.
Năm 1063, vua Lý Nhân Tông đã đích thân Nam Chinh, theo đường thủy tiến vào cửa biển Nhật Lệ, đánh bại quân Chiêm, bắt sống Chế Cổ. Vua Chiêm đã chuộc mạng bằng cách trao lại chủ quyền Ba Châu, Bố Chính, Địa Lý, Ma Linh, tức là tỉnh Quảng Bình và phía bắc tỉnh Quảng Trị ngày nay cho Đại Việt. Năm 1470, vua Lê Thánh Tông đem 20 vạn quân đánh Chiêm Thành, lấy lại Bồn Châu bị mất trong thời gian Giặc Minh cai trị. Qua cuộc viễn chinh này, nước Việt đã mở rộng lãnh thổ tới Bình Định ngày nay. Năm 1558, Nguyễn Hoàng nghe theo lời tiên tri của Tràng Trình Nguyễn Bình Khiêm, hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân, nên đã vượt đèo ngang vào Trần Dữ xứ Thuần Hóa. Ông cùng con cháu củng cố vùng đất mới, đánh lui cả cuộc tiến công từ phía bắc của chùa Trình. Từ đó, mở rộng lãnh thổ về phương Nam từ tận mũi Cà Mau. Trong những năm tháng Trình Nguyễn phân tranh ấy, dòng Nhật Lệ đã chứng kiến nhiều trận chiến nổi da nấu thịt, huynh đệ tương tàn. Khi mà Bắc Nam nó được chia đôi dưới thời kỳ Trình Nguyễn phân tranh, thì sông Nhật Lệ và sông Danh cũng là hai con sông để lại cái dấu ấn khá là khốc liệt của những cái cuộc chiến tranh mà nó kéo dài liên miên đến cả nửa thế kỷ. Thì đặc biệt trên sông Nhật Lệ là nơi diễn ra đến 7 cái cuộc chiến khốc liệt giữa cái quân Trịnh và quân Nguyễn. Con sông Nhật Lệ chứng kiến cái con người của Quảng Bình đã từng trải, đã được thử thách, nếm trải trong chiến tranh khốc liệt ấy. Chảy suốt chiều dài lịch sử đất nước, dòng Nhật Lệ là chứng nhân cho tinh thần chiến đấu ngoan cường của các thế hệ người dân Quảng Bình trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đằm sâu dưới dòng nước trong xanh là tên tuổi của những người con thân yêu đã ngã xuống cho quê hương sắc thắm những mùa hoa. Tại nơi đây, khi Pháp đổ bộ vào Quảng Bình bằng con đường biển, thì nhân dân Quảng Bình đã có một cuộc chiến đấu hết sức kiên cường trước khi tự mình phá bỏ toàn bộ các cái cơ sở để thực hiện chính sách vườn không nhà trống và chuyển lên chiến khu, thì có một cuộc chiến đấu hết sức khốc liệt diễn ra trên cái sông Nhật Lệ này. Và khi đế quốc Mỹ tấn công ra miền Bắc gây cuộc chiến tranh phá hoại, thì chính trên bờ sông Nhật Lệ này cũng đã diễn ra những cái cuộc chiến đấu chống lại cái máy bay của đế quốc Mỹ, bao tàu chiến của đế quốc Mỹ, rồi là gián điệp biệt kích của đế quốc Mỹ từ ngoài biển thâm nhập vào. Như vậy có thể nói suốt cả mấy nghìn năm lịch sử, sông Nhật Lệ bao giờ cũng dậy sóng với những cuộc chiến tranh chống giặc ngoài xâm. Tìm hiểu từng trang huyền sử in bóng bên dòng Nhật Lệ trong thời đại Hồ Chí Minh, chúng ta không thể không nhắc đến hình ảnh người mẹ anh hùng đã đi vào nhiều tác phẩm thi ca, âm nhạc, đó là mẹ Suốt. Ngẩng đầu mái tóc mẹ rung, gió lay như sóng, biển tung cắng bờ. Gan chi gan rứa mẹ nờ, mẹ rằng cứu nước mình chờ chi ai. Đây là một trong những hình ảnh đẹp nhất viết về người phụ nữ Việt Nam trong thơ ca. Chiến công của mẹ gắn với dòng sông Nhật Lệ và đã trở thành huyền thoại trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mẹ Suốt, tên thật là Nguyễn Thị Suốt, sinh năm 1906 tại thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. Mẹ sinh ra trong một gia đình ngư dân nghèo. Suốt thời thanh xuân, mẹ phải đi ở đợ. Sau cách mạng tháng 8, mẹ làm nghề chèo đò trên sông Nhật Lệ. Năm 1964, sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ, đế quốc Mỹ bắt đầu đem quân đánh phá miền Bắc. Mảnh đất Quảng Bình trở thành tuyến lửa, là trọng điểm đánh phá của máy bay và pháo hạm Mỹ. Lúc đó, mẹ Suốt đã gần 60 tuổi, nhưng vẫn xung phong nhận công việc chèo đò chở bộ đội, thương binh, lương thực, vũ khí qua sông, giữ vững thông tin liên lạc giữa hai bờ Nhật Lệ. Ngày 1 tháng 1 năm 1967, mẹ được phong tặng danh hiệu anh hùng ngành giao thông vận tải. Hiện nay, bên dòng Nhật Lệ xinh tươi, hiền hòa, tượng đài mẹ Suốt được dựng lên uy nghi,
để tỏ lòng ngưỡng mộ và tri ân của nhân dân Quảng Bình đối với mẹ, đồng thời để thế hệ hôm nay và mai sau mãi ghi nhớ công lao và phẩm chất anh hùng của mẹ. Bên tượng đài mẹ suốt, đoàn làm phim đã có cuộc gặp gỡ với nhà điêu khắc Phan Đình Tiến, tác giả của bức tượng. Anh cho chúng tôi biết, thuở còn đi học, anh đã được nghe nhiều câu chuyện, được đọc những tác phẩm văn học viết về mẹ, nên đã sớm ấp ủ ý tưởng về xây dựng hình tượng một người mẹ kiên trung, anh dũng thông qua ngôn ngữ của nghệ thuật kiến trúc tạo hình. Là người sáng tác về điêu khắc thì tôi cũng rất tâm huyết và tập trung cho cái sáng tác của mình có một cái đóng góp cho quê hương, một cái tác phẩm về điêu khắc và khắc họa cái hình tượng mẹ suốt. Phác thảo tượng đài mẹ suốt vốn là bài thi cuối khóa ở trường Đại học Mỹ thuật Huế, được nhà điêu khắc Phan Đình Tiến thay nghén từ năm 1994. Năm 2002, anh bắt đầu thực hiện công trình và đến tháng 9 năm 2003, tượng đài mẹ suốt được cắt băng khánh thành. Tượng mẹ suốt cao 7 mét, được làm bằng đá hoa cương Thanh Hóa, đặt cách bến đỏ xưa khoảng 150 mét. Bức tượng khắc họa hình ảnh người mẹ, tay cầm chắc mái chèo, đầu ngẩng cao hiên ngang, vai khoảng tầm vải dù bay phấp phới. Chân tượng, một bên thể hiện hình ảnh sóng gió, bom đạn, một bên là hình ảnh bộ đội, dân công, thương binh, thanh niên xung phong mà sinh thời mẹ suốt đã đưa sang sông. Tìm lại mái treo mẹ treo ngày xưa, tìm lại con thuyền mẹ hát đò đưa, qua sông Nhật Lệ, quân đi tháng ngày. Công trình mang lại cái giá trị thẩm mỹ cho cái không gian đô thị của thành phố trẻ Đồng Hới, giáo dục về truyền thống anh hùng chiến đấu chống ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của quê hương đất nước. Câu lạc bộ Mỹ Thức Hòa Mi Nhà Thiếu Nhi Tỉnh kính mời quý vị lắng nghe tác phẩm Đội Ta Lớn Lên Cùng Đất Nước. Giờ đây, tượng đài mẹ suốt trở thành điểm tham quan của nhiều du khách gần xa khi đến với Quảng Bình. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật của nhân dân thành phố Đồng Hới. Những hoạt động nghệ thuật như thế này giúp cho thế hệ trẻ mãi nhớ ơn công lao của các thế hệ đi trước đã hy sinh cho đất nước thanh bình, và cũng là cách để mọi người bày tỏ lòng ngưỡng mộ, cảm kích trước một người mẹ bình dị nhưng rất đỗi anh hùng. Trên mảnh đất đôi bờ Nhật Lệ, trong kháng chiến chống Mỹ, ngoài mẹ suốt, ta còn bắt gặp nhiều nhân vật anh hùng khác nữa. Đó là hình ảnh mẹ Nguyễn Thị Khiếu, dũng cảm làm đội trưởng đội thuyền đánh cá nữ. Hình ảnh em bé Bảo Ninh, dưới trời lửa khói, em như cánh tên bay trên cồn cát, rẽ gió song lên. Đó còn là hình ảnh của những con người biểu trưng cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng đã ngã xuống cho đất nước rộn rã những mùa xuân. Từ những sự kiện lịch sử, những câu chuyện văn hóa cho đến hình ảnh một thành phố Đồng Hới thơ mộng hôm nay, tất cả đang cùng nhau tỏa bóng lung linh bên dòng Nhật Lệ. Kể ta nghe Nhật Lệ sông Hới, những chiến công dòng mang tên người,
tấm gương anh hùng phú quang trông đi không lùi, hỡi dòng sông mến yêu hát lên khúc ca chiến thắng. Nữ dân quân rừng dừa đan lưới cười với anh hải quân trên tàu, chúng đến đây lưới tơ lưới vàng sẽ biến thành